Nhan sắc thật Ha Ji Won qua cam thường, có xứng không tuổi. Dấu hiệu tuổi tác gần hiện trên gương mặt Ha Ji Won, song không thể phủ nhận cô giữ gìn ngoại hình rất tốt ở tuổi 36. Ha Ji Won mới đây tham dự một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô tỏ ra hào hứng khi gặp người hâm mộ, những người đã chờ đợi mình ở sự kiện này. Tin qua đường đã lưu lại một số hình ảnh chân thực của nữ ca sĩ. Trong những bức ảnh chụp vội bằng camera thường, Ha Ji Won vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Trước nay, bà xã Trấn Thành vẫn nổi tiếng với dung mạo trẻ lâu. Nhan sắc ấp tuổi, vẻ đẹp không tuổi là những gì dư luận vẫn dùng để nói về cô. Nhưng khi bước vào tuổi 36, sắp chạm ngưỡng trung niên, dấu vết thời gian đã ít nhiều ẩn hiện trên gương mặt nữ ca sĩ. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận Ha Ji Won giữ gìn ngoại hình rất tốt ở tuổi 36. Nói về độ trẻ trung, Ha Ji Won thậm chí còn lấn lướt Trấn Thành, dù cô hơn chồng 2 tuổi. Một số góc ảnh khác về ngôi sao sinh năm 1985. Hoa! Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.